lại là nhật chứ ngoại đi chợ để mà mua một chút xíu trái cây đi vô cúng ông ngoại, nên là chia sẻ cho mọi người coi. Hello cả nhà nha. Hiện tại thì bây giờ Nhật đang đi đến cái chỗ cái mộ của ông ngoại rồi. Bây giờ chị đi mượn cái dĩa để cái đó ra. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại là Nhật đang có mặt ở dưới quê của Nhật, và ngày hôm nay Nhật đi với bà ngoại với bà hai để đi ra thăm mộ của ông ngoại. Coi như là đây là lần thứ hai rồi Nhật đến nơi đây. Thì có mua một chút xíu trái cây cũng như bông đi ra cúng ông ngoại. Đi lên trước đi tiền. Đó, đây là bà hai của Nhật nè, là chị ruột của bà ngoại thứ ba, bà hai thứ hai. Còn cái bà hôm trước là quay ra bà thứ tư. Trời ơi trời. Hôm nay ông làm cái đường này nó thông thoáng hơn lúc trước đó, có lộ luôn. Lên thiên ngoài mình giấy có này. Dạ đúng rồi. Không, bây giờ làm cái đường lộ này 1,5 m cũng to lớn nè. Là hồi đó bà hai có đưa ông ngoại đi ra đây hả? Không có. Trông tới ngoài kia kìa. Có bà Tư nữa, bà Tư có nó. Đừng có bà đó, nó mệt. Dạ. Đi xuống dẹp, đi vô quẹo cái đường thấp đó. Vô đây mới kìm ra đây mà. Dạ. Hồi đó phải gì cũng đỡ. Đất không. Bùn ta ẩm ông đổ được, ông khóc thánh thần luôn mày ơi. Ông bảo ăn giặt hòm, ông ở chuồng khóc mũi giải. Bà hai bồng hả? Có bồng đó kìa. Ông ngoại mày lo chạy theo đó vậy. Bởi vì hồi xưa cực khổ gian lao, mọi người chị em với nhau, bây giờ lớn tuổi trơn rồi, tình thương mến thương nhau trơn đi. Cho nó vui vẻ cuộc đời. Thương bà kia nổi rồi à. Bà này chữ chừng nào tao cũng tội nghiệp mà, tao nói đi tao chữ đi tao nói lại. Chẳng chữ nó cho tội nghiệp không giận. Sao mấy cái này người ta làm mới quá nha ngoại. Dạ. Đóng sơn lại. Quá trời đẹp luôn ha. Đây là nhìn nhà mồ mới xây gì mấy nhà mồ nè, còn giờ làm cái kia tiền chế. Bên đây là tiền. Cái này nè. Cái này là đống bà hai còn nhớ nữa kìa. Không biết có bao giờ bà ngoại bắt đầu giờ anh ông ngoại đâu để cho thấy đâu. Thấy ông ngoại. Đó, chỉ duy nhất có ông ngoại một nằm trên một cái mộ xanh là mộ xanh thôi. Dạ. Đúng rồi, thôi bà hai trên đây đi, để con đi xuống cho. Hồi nãy quên lấy mấy cây nhang cầm luôn á, trời đất ơi. Nãy quên lấy mấy cây nhang tiền ơi. Ủa cái này là sao? Cái này là dạ. Dạ đúng rồi. Hôm nay là con là Nguyễn Trung Nhật, là con của con gái lớn ông ngoại. Đây là lần thứ hai con ra ngoài đây nha. Thì con có một chút xíu bông hoa, trái cây gửi ông ngoại ăn lấy thảo. Mà biết là người mất rồi cũng không ăn được gì đâu, nhưng mà cúng có lễ có tấm lòng đó. Mong ông ngoại phù hộ độ cho cả gia đình lúc nào cũng được bình an ăn. Ngoại ơi, ngày hôm nay có bà hai nữa nè, bà hai. Mày sống phong phát thì ăn, bữa nay có cháo lợi mỗi cây mày về mày ăn, mày uống nước không xong đi, uống trà nữa. Lộ cho nó mặc ăn phát tài phát tài. Mày đi rửa tao vậy. Bên kia. Hai anh em đây là thương nhau dữ lắm, mình đem tự đậu trụ hết. Hai anh bên đó nữa kìa, hai vợ chồng ấy đó. Nếu gì dễ bằng cái hồng miếng không gì vậy.
Nguyễn không à, đó là chô của mình anh ông ngoại mẹ đây à, con nhớ chô có mình anh ông ngoại hả, ngoại hả, nó tổng cái ruộng nè, biết không, mấy ông anh chồng nó để vô này là rửa cho 96 năm tụi cho đem cái heo nái trắng nó chết đem về cho ông đi nó ở vậy không. Thật ra làm cái này cũng thấy đâu phải là nhà mộ, giống như là một dạ làm cái máy cho nó mát thôi, trắng mưa trắng nắng thôi, mưa không có gông mà dạ chung mã là tổng cái ruộng chứ không có hai mã này đâu, giờ có hai mã hò nguyễn mất rồi không, cái này là đó mã đất anh chị bị bắn ngay bị lội nè, ngay dân bị lội nè, nó gì không bắt chết mà đó có mã mà ta nói không, bây giờ bên đây nhóc rồi bên đó cũng nhóc. Nhà con thấy dòng họ ai cũng giàu, đất rộng bao la chứ mà bà ngoại không có gì, tự lực cánh sinh. Hồi đó khi nó trong đó ra đây nè, đất không té, đủ mẹ nào nó chịu khó. Hết trong đậu rồi. Cái dán gạch men này là ai dán vô ngoài? Dì Tư với cậu Năm. Dì Tư với cậu Năm làm, kêu người ta làm. Mà lúc làm cái màu xanh này cũng ok. Phải không? Phải không bà? Phải gò má không? Ủa gò má đó hả? Ừ, gò má Đài Loan. Ăn đâu bằng gò má mình. Không bằng gò má mình. Mấy mốt á, con thấy vậy là con biết mấy mốt hôm qua đây là thứ nhất là con mua cái đồ mà cúng nè, thứ hai là mua cái bình bông, thứ ba là mua cái mấy cái chung nước để sẵn. Dạ, những cái liên hương để sẵn để đầy đủ hết luôn. Dạ. Ủa ông ngoại sinh năm 1948 bằng tuổi ngoại hả? Bằng nhau 2 tuổi. Tuổi tí luôn. Ông ngoại tuổi hợi, ông ngoại lớn hơn ngoại 1 tuổi. Ủa ông ngoại tuổi hợi là sao? Tuổi hợi là ông ngoại là con heo, lớn hơn ngoại 1 tuổi. Bà ngoại tuổi 1 tí, ngoại tuổi tí mà. Ngoại tuổi tí, ông ngoại hợi. Ngoại sinh năm mấy? Ông ngoại sinh 48. Ông ngoại, bà ngoại sinh năm 48, ông ngoại cũng sinh năm 48 thì giống nhau chứ. Dạ không phải. Trời ơi, hôm nay ông ngoại quý quá, có bà hai nữa đó nha. Dạ. Dữ Tư hả? Trời ơi, Dữ Tư ơi, Dữ khỏe không Dữ Tư? Hôm nay ông Nguyễn Trung Nhật cũng như là công tiện bà ngoại với lại bà hai ra thăm ông ngoại, thì ông ngoại là sẽ về với thiên đàng và phù hộ độ cho cả gia đình lúc nào cũng được mạnh mẽ, một an khang thịnh vượng, gia đình lúc nào cũng sung túc bình an. Và chụp hình nè ba bà cháu chụp hình tắm nè, bà hai nắng quá, bà hai bà không đi ra rồi à, thì hôm nay lần thứ hai đi ra thăm ông ngoại. Chương qua đây cũng hai lần. Dạ. Chương qua hai lần. Chương ờ chương ngầm gặp đậu ta nhổ thịt trơn. Nó có không biết mà nó trồng đậu đây hả? Đậu giá dữ lắm, nó đã có ngày nó càng khang trang hơn. Ừ, lúc qua ha. Rồi nó có nó mất thịt trơn mày rồi tiền đứng vô chụp tắm mày đậu gì nhổ hết trơn. Rồi ok. Cũng nổi bật lắm bộ. Dễ tìm. Chị đủ. Dây là hết hồn không? Trời ơi, đại quý không chưa tôi trời. Cũng hết hồn ha. Uy tín lắm. Ờ nó đại quý mà nó hát cái thấy mẹ chứ. Rồi mấy bà nó trời ơi bà đó cho má đỉnh tiền đại quý hết trơn trời. Đó cái bắt đầu cái nói ông chị đưa hồ sơ coi. Cái chú lấy hồ sơ chú chạy lên lầu. Chút xíu tôi lại tiền khối ký tên lại. Vậy
như thế không phải làm tiền. Tụi tôi không biết lo dạy tụi nó, mà chồng tôi đi cắt chiến mà giữ ghế danh dự cho mấy ông ngồi, mấy ông gắng giúp đỡ giùm tôi hòa thẳng về tôi khổ dữ lắm, mẹ giáo mồ côi. Chồng tôi nằm xuống là nợ, nằm bây giờ nó chôn mất mấy ngày nay là dữ lắm nợ rồi. Mình nói được câu vậy thôi, cái hội ra bước ra cửa gặp gặp số tư đó. Cái đó mà chồng cái đó này thơm, cái này thơm rồi. Dạ rồi. Cái quan của má đâu? Bị đường rồi tay giờ có một cái đông rồi, đi rồi. Nó ở đó nó không buồn đó. Đó nó nhỏ anh nó buồn. Đó nhãn đó ngoại. Giờ anh chị nằm nhóc hết rồi. Đó. Thì nãy giờ đi viếng thăm mộ của ông ngoại, cách nhà của ngoại Nhật cũng khá là xa, tầm khoảng bao nhiêu ta? Khoảng mấy cây? Khoảng 5 cây số không tiền? Từ nhà đến đây. Đúng rồi. Không, 5 cây rồi. 3 cây. Ủa, ở đây người ta bán hả ta? Nhiêu cây ra? Mấy ngày cây mà mua trồng nó xong mấy cây. Mà nó chưa bự. Bữa nay bán đất là nó tốt. Vậy bây giờ mình sẽ đi vô nhà của bà Tư của Nhật. Hả? Wow. Không. Cây chôm chôm nè mọi người. Nó là chôm chôm thường quá. Hồi nãy là mình mua cúng ngoại là chôm chôm Thái. Ủa cắt vậy đó hả? Cắt hả? Hay vậy? Ê cái cây này mua được đó. Mua đem bị quê nhà cân cắt á. Ừ. Trời ơi. Đi vô khám phá vườn chôm chôm của bà Tư Nhật cả nhà ở quê nè. Ủa, cắt chôm cái nha. Cái đó lá luôn là cái trái. Dạ. Ăn được không? Không ăn đi. Hồi chôm chôm chín quá trời luôn á nha. Nè. Quá là chín luôn. Không có thiếu luôn á trời. Chôm chôm này là tự nhiên một trăm. Chôm chôm nè quý vị. Chôm chôm nhà vườn trồng luôn nha. Rất là ngon luôn. Thơm ngon rồi bạn ăn luôn. Bị chai à. Đi qua nhà. Dạ. Cái đó không để cho má để mày luôn cho Phi anh chị gái hả? Chị gái. Bây giờ thôi đi từ nó lăn vô nó bắn được ta cái đó gào nó đâm nó liếm rồi rồi là đi mưa kéo rồi nó chạy rồi cái ghê nhưng mà giờ mua uống nước đi con. Dạ, cảm ơn Tư. Con nằm bên nước phim nữa. Dạ. Con ăn nhớ cái cháu tuôn kêu bằng chị cháu là kêu bằng chị.
cháu nếu mà cháu cháu mẫu không cháu mẫu là mình xin con tới bằng chị. Nếu mà con thì con kêu lại là bằng anh. tại vì mẹ con với mẹ mợ là chị em rồi. Đâu vậy là con và hai con là con kêu tới bằng ví dụ như con kêu bên đây con kêu bà Tư ông Tư là nếu chị là con của ông bà là em kêu bằng gì hay là cậu mợ gì đó gì đúng rồi mà tính là gì là đúng rồi mợ. Dạ nhưng mà cháu rồi cũng như là cậu mợ chồng chị em của mẹ rồi dạ đúng rồi đó thì đó con dạ. Mợ là nhỏ giống như anh này nhỏ hơn con một giây nữa khác con có một giây nữa lớn rồi con dạ. Con đó đó. Tại vì dạ, tại vì con kêu nếu mà con kêu con của mợ là bằng anh này hết mùa còn mua cái trái con có mở là tất nhiên là gì ví dụ như cậu tị hoặc là cậu được á là bằng anh đó đúng rồi đúng là bằng anh là dạ. Ngang vai nhau đó mẹ con giáo dạ cháu giống như hết mình con một vai đúng rồi dạ cậu mở dạ cậu mở nha con dạ 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 mở dạ, mình biết bấm dây cắt rồi chứ tới luôn gì mình mới hiểu bà biết bà con cũng tới luôn chứ nó là chị cũng là con bà con ngày xa chuyên gia này là nó chỗ đó đây chỉ có việc mình là đám tiệc mình đi nó là ngủ cái cây này cây gì quá gì không cái cây tết chị à. Bà tiết là em tính đón như nó tắm cái cây dừa này à cái dừa này lâu đời rồi đó cây dừa này là hồi lúc là anh đủ chết có, có từ lâu anh đủ chết là giang cái giẫm ngay đây nào là đưa anh cho đưa được mà dừa được mà dạ. À nữa có bao nhiêu là do không nhiều rồi dừa này có 45 50 năm rồi dạ. Lúc chị chống gậy lúc cuộc bị cắn người la ghê chống mà thương em nốt đó trời ơi mà không biết cái hòm ai mà quá trời bự mà nước dòng sát ở dưới mà có ông mười lũng hầu nữa tu lông sáo giỏi mới đi gần chém qua đẩy rồi được đẩy quá không kịp đó anh sáo giỏi nên tu qua không kịp mới tính qua kịp rồi cho nó qua chưa cho tính năm mấy anh chồng con kịp phản ứng dữ lắm dữ tư sao mà cắt nó cứng vô đâu mà nước thành không sao đâu cái đó nó mình ban cho nó bằng cái mình bỏ cái con phải chết liền vậy thôi nhưng mà cái nọc sau này cho nó mới mất không có ghê thôi con chào ông Tư con về ha dạ 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 chào mở về luyện công bả bả đi hồi phục ra đi chị lúc em qua về con nó lên làm không alo mẹ con vừa làm cái gì dạ dạ em làm tới đặng nó đi tập đi á đi rồi khỏe rồi mới vô tháo quá chút mẹ mẹ lý muốn nổi tao bay cái gì coi không được vậy dạ dạ. Bây giờ chào cả nhà nha, bây giờ Nhật cùng với bà ngoại với lại mẹ với lại bà hai đi xuống dưới bến để mà mình phóng sanh. Tại là Nhật đang có mặt ở một cái khu chợ ở dưới quê của Nhật và ngày hôm nay là Nhật có một cái buổi phóng sanh tất cả có nhiều cái loại cá khác nhau và đặc biệt thank you.
Một lần nữa Nhật xin cảm ơn bạn Nina ở bên Canada, cảm ơn chị Hương Quách ở bên Mỹ, cảm ơn cô Thí Hương ở bên Mỹ, cảm ơn bạn Cẩm Trúc ở Sài Gòn. Và tổng số tiền thì Nhật sẽ cập nhật ở trên cái video này cho tất cả mọi người cùng xem, và còn lại như thế nào thì Nhật sẽ ghi thông báo trên đây để mọi người biết là mình làm việc nó rất là minh bạch và rõ ràng, để những cái lời gửi gắm của mọi người cũng như là những cái hiện kim mọi người gửi gắm cho Nhật thì đâu đó rõ ràng mình làm. Hồi lần trước con vô cái viện dưỡng lão của mấy bà cụ con nó cho hết 11 triệu mấy rồi, thì còn lại cũng khoảng nửa tiền vậy đó, thì về con cộng lại rồi con người ta gửi gắm mình làm thiện nguyện. Thì giờ trong cái ngày Vu Lan, thì trong cái tháng 7 Vu Lan báo hiếu này, thì mình làm phước giúp họ luôn. Đi nghe cá lóc. Thì ngày hôm nay cảm nhận đi thả là cũng rất là vui, rất là vui vẻ. Cũng là thành thật cảm ơn mấy cô bên Mỹ đã làm những cái chuyện này nó rất là đầy ý nghĩa. Thì bây giờ tôi ngoại nhận, tôi cũng thành thật cảm ơn mấy cô bên Mỹ, tôi không có biết tay hết. Cảm ơn mấy cô nhiều rất nhiều. Dạ. Chung hết. Rồi bà hai, cũng như bà hai với bà ngoại gửi lời chung hết luôn rồi đó nghe quý vị. Chung hết luôn. Dạ. Rồi bà hai bà đi không nổi luôn quý vị. Bà này là bà chị của chị ruột của bà ngoại, đi không có nổi luôn, nhưng mà tình thương mến thương cho nên là bà hai đi chung, mặc dù là cái đôi chân nó hơi đi cong cong quẹo quẹo. Bà hai bị nhức á mọi người, cho nên là bà hai nên đi không được. Rồi thôi bây giờ mình rồi thôi bây giờ Nhật xin kết thúc video tại đây và dẫn mấy bà lão này đi ăn. Sau khi cái hành trình Nhật đã đi phóng sanh xong rồi, thì gồm có ngoại với Nhật với lại bà hai với lại đứa em của Nhật, thì bây giờ tại vì bà ngoại với bà hai thì chân cẳng yếu cho nên là sức khỏe về già mà mọi người cũng biết, với lại giờ đang ngồi nghỉ mệt đi uống nước. Uống xong rồi thì Nhật mời bà ngoại với bà hai với lại công tiền đi ăn đó. Và Nhật dạ, và Nhật mới nhận được cái thông tin nữa là từ nghệ sĩ danh hài Thí Nga. Chị Nga có nhắn cho Nhật là ủng hộ 50 phần quà bánh trung thu với lồng đèn với lại bánh kẹo dành cho những trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà Nhật xin phép chị Thí Nga là Nhật sẽ lấy những cái phần quà đó và đem về quê tặng cho những đứa trẻ ở trong những cái vùng sâu vùng xa. Thì khả năng của mình làm được tới đâu thì mình xin tới đó. Cho nên là những cái gì mà Nhật làm là Nhật không hề quyên góp, cũng như là Nhật không có kêu gọi ai hết. Thì quan trọng là mọi người xem video, mọi người cảm thấy được cái tâm của mình đồng hành Nhật, cũng như là có một cái cảm xúc với những nhân vật đó, thì mọi người gửi Nhật, thì Nhật xin phép mọi người trong cái mùa Vu Lan Nhật làm những hành động như vậy. Và nếu mà có gì sai xuất thì mong tất cả bà con cô bác anh chị bỏ qua cho Nhật. Đó thì bà hai với bà ngoại lại cảm thấy hôm nay làm sao nè? Dạ. Rất vui vẻ. Dạ. Chào tất cả mọi người. Hôm nay là đi phóng sanh đó ngoại. Chị Nga có tấm lòng tốt như vậy đó, giúp cho mấy đứa trẻ rồi mà đang gặp hoàn cảnh khó khăn là vui đó. Vui Tết Trung Thu. Vui Tết Trung Thu làm mấy em mừng dữ lắm đó con Thí Nga ơi. Dạ. Đó. Bà hai dạ. Mừng không biết nỗi niềm nào để cho kể chi tiết. Không biết. Cảm ơn cô dữ lắm, cảm ơn á. Cảm ơn, chúc cho cô mạnh khỏe thôi. Nhờ cô nhớ tặng tôi cái đèn chúng con Tết Trung Thu tôi đó đèn đi chơi. Ủa bà hai biết cô Thí Nga đó không? Bữa hôm nay mày đưa cô con hình đó. Đúng rồi, cái cô Thí Nga đó là diễn chung với lại anh Hoài Linh đó. Đi với vợ đó. Dạ đúng rồi. Không, đi có cái hình cái móc khóa. Đúng. Dạ. Rồi thôi bây giờ mình đi ăn đi. Chia tiệc. Nhắn cho bà gì nó chờ lên thôi. Có bún cá đó bà hai. Đây, hành trình sau khi đi phóng sanh xong rồi, bây giờ Nhật mời ngoại với lại công tiền nè, với lại bà hai nè, đi ăn bún cá Châu Đốc. Ngoại ăn bún cá, ngoại để cái gì nói với anh biết ngoại.
Ngoại có ăn thịt heo không? Hay là ăn cá không? Rồi. Rồi, mời bà Hai ngồi đi. Của em bún cá luôn nhưng mà để cá không nha, không có để thịt. Mới phóng sanh xong giờ lên sát sanh. Không sao mà mình ăn no mà không sao nha quý vị. Tại vì Nhật không có ăn lâu lâu, Nhật mới ăn chay, không có ăn chay thường xuyên nên là ăn mặn là nhiều. Mới con nói vui, mới phóng sanh xong giờ lên sát sanh. Là kế chỗ từ xe dịch quay đúng không? Gần cũng gần đấy. Mà kế sát bên xe dịch quay, cái cô đó tóc ngắn ngắn đúng không? Ý là cái lùng hơi lùng lùng. Mà ở đây vàng, ba bán mới có mấy năm, năm mấy mà ba phát lên trong vàng đỏ. Là cái cô đó là được người ta YouTube nó quay rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nhưng mà thấy trụng đồ không có sạch. Làm nhanh quá, bán đắt quá, họ làm không có sạch sẽ. Sạch sẽ nhưng mà ngon. Út mắt thì ăn gì. Nãy mẹ con mới nói chỗ này ăn ăn được nè. Nên là con chạy lại. Nguyên một cái khu mà nó xây thiệt là dài luôn á mọi người. Ở đây là đất hồi xưa là đất ruộng mà khi mà nó đền cho người ta là rẻ rề, mà giờ cắt lên một căn tới mấy tỷ bạc. Đây là cái khu ở dưới quê của Nhật nè mọi người đó. Bây giờ là đang trong một cái khu đô thị á, rất là nhiều các tòa nhà, phải là tòa nhà nữa mà những cái căn hộ á. Hồi xưa mảnh đất này là trường học, là ao hồ,